Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi các bạn lại quay lại xem cái video này của mình nhá. Thì hôm nay mình quay một cái video toàn cảnh. Đây là cái cổng của công ty mình các bạn nhá. Đây là mình quay. Đó, thì tại sao đây là mình quay toàn cảnh? Đây là có thể là mình sẽ làm cái video này quay ở công ty là chắc là video cuối, tại vì nếu như mà theo kế hoạch không thay đổi ấy, trong cái kế hoạch thì là có thể là mùng 3 tháng 10 này là mình sẽ cùng với một số anh em bên này sẽ có chuyến bay nhân đạo đến, là đó là anh em ở Việt Nam là sẽ về về Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh. Thì trước cửa cổng công ty đây thì nó là công ty này tồn tại cũng rất là lâu rồi, khoảng 20 năm đấy rồi, nhưng mà cái đường này người ta làm thật sự là nó không được quy củ lắm, nó xe cộ đi nhiều quá hỏng hết đường rồi. Đấy, hôm nay thì là chiều thứ sáu, thì ra là chiều thứ sáu thế ra là công nhân người ta đi làm về hết rồi, thì xe cộ ngoài ít thôi, chứ mọi khi là sẽ kín đường này luôn. Thì ở đằng trước đây thì là có một cái sa mạc trống cách đây 5 năm ấy mình tới đây, thì cái sa mạc này hoang vắng lắm các bạn ạ, không có cái đám cái tòa nhà này đâu. Đấy, những cái tòa nhà này là mới mọc cách đây được khoảng 3 năm thôi, còn ngày xưa mình đấy là đến đây là chỉ có cái tháp Trạm Radar kia các bạn nhìn đấy, là đấy để bảo vệ cửa thành phố thôi. Đây, còn đây là những cái khu nhà này là chỉ xây dựng cách đây 3 năm. Thì đằng trước của nó đây thì vẫn còn những cái sa mạc các bạn, vẫn còn sa mạc đây đó. Đây sa mạc này thì ở đây thì lạc đà với lại cừu người ta chăn thì không không tới đây được, tại vì chỗ này là cái vùng vừa lên được đô thị được các bạn ạ, lên đô thị được. Thì là cái cây này này nó vẫn còn rất là tốt, tại vì lạc đà nó không vào đấy ăn được. Thế và cái bãi này theo mình nghĩ thì nó là cái bãi đất dự phòng, có thể sau này sẽ trở thành cái khu nào đó, ví dụ như là công viên hoặc là ngân hàng đấy, cho nên còn trống rất rộng các bạn ạ. Cái công ty của mình thì nghe mình nói là cách sắp sửa 4 tháng 5 nữa là nó hết hợp đồng thuê đất, thì người ta sẽ trả thôi để đi chỗ khác. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi đi một vòng đấy nhá. À đây, mình có nhìn thấy một anh bạn mình đây bạn ạ. Đấy, anh bạn mình đi chắc đi phố về đây. Đấy, phía là kia là mặt trời, kia là đang xuống núi các bạn, mà mặt trời đang xuống này. Đấy, đó. Nó hơi bị chói. Salam. Đây Hugo. Đây Hugo. À, qua xe cái anh làm gì? Đấy, kia kia là lấy điện này các bạn ạ. Kia các bạn nhá, chỗ xanh xanh kia, cái nhà xanh xanh kia là siêu thị sắp sửa mở cửa các bạn ạ. Đến trước đây mình mới cần cái gì mua đi rất xa, đi cây 15 16 cây số mới mua được cái gì thôi. Giờ thì quanh đây thì đã có 2-3 siêu thị đây rồi, nhưng thật tiếc là đã đến lúc mình cũng dừng làm và về quê thôi, chứ ngày xưa nếu mà nó tiện như này thì ngày xưa rồi thì tốt quá. Cái như ngày xưa mà muốn cải thiện cái gì đấy á, có ai tem chỗ cái thằng kia đi một đoạn, đi bộ một đoạn có lấy không, có ra đâu tiền không, cầm camera đi đấy được đâu, không chỗ đuôi chỗ cái thằng ấy. À đúng rồi, hình như đấy, đấy cái thằng chỗ ô tô đấy. Các bạn nhé, đây là cái cây này là mùa mùa hè, nói chung là mùa hè thì nó không được xanh lắm đâu, đến lúc sắp sửa đây bắt đầu trời nó mát rồi thì là cây nó sẽ rất là tốt. Đây này các bạn, ui con gì nó bầu vào đâu, ruồi nhỉ, nhiều quá, rồi bầu vào người nhiều quá. Đây các bạn,
đấy rồi, mặt trời nhìn thấy lấp ló sắp lại hết rồi, cách cái bàn tường kia đấy. Thì ở đây là có cái đường ống nước, các bạn biết đây là cái đường ống nước là gì không ạ? Cái đường ống nước này nhá, là ở trong các cái khu vệ sinh ở trong công ty trong này này đấy, người ta sẽ bơm đẩy ra ngoài cái sa mạc khoang này, thì người ta sẽ tiết kiệm được cái tiền gọi là hút nước để đổ đi ấy. Đấy đấy, trong thì ra là đương nhiên cái nước này ấy, nó bên ra ngoài cái sa mạc này là thành những cây đó có nước nó tốt, chứ bình thường mùa hè là cây nào nó khô hết. Đấy, bây giờ là đây mà sân đây mà tối mà soi có thể đó rất là lắm núi chuông hoặc là bốc cả các bạn, đặc biệt ở đây rất nhiều cáo các bạn nhé, các bạn hay gặp cáo cám lấy chó kìa, cáo rất nhiều, cáo thì tùy cả vào đấy. Rất tiếc mà lúc nãy có một có khoảng 20 cái bay bay trên bầu trời biểu diễn hôm qua ngày thành đi ra đây thì nó hết mất rồi, họ về mất rồi, nó biểu diễn đẹp lắm. Và cái cây này các bạn nhá, nếu các bạn chẳng may mà các bạn bị lạc ở sa mạc ấy, nếu mà hết nước các bạn nhá, trong tình huống cấp bách thì các bạn ăn được cái lá này, cái lá này trong này lắm nước lắm, nếu mà bóp ra nước rất nhiều luôn. Đấy là cái sinh tồn, nếu các bạn chẳng may đi đường hoặc đi ra sa mạc mà hết có nước uống thì phải khắc tốt nhất, tại vì con đạp nó ăn được, con cừu con dê nó ăn được thì người ăn chắc không sao được các bạn. Mình nhớ ăn thử nó cũng chắc chát, nó nhiều nước lắm. Thế thôi, nếu các bạn đi ra sa mạc thì không có gì ngoài nước, nước là quan trọng nhất. Hôm nào mang đồ dê lướng anh nhỉ? Đây có Mr. Quý sang đây 5 năm rồi, cùng với mình. Nhưng anh ấy chưa về ở này, tham lắm. Tính lên tầng 4, là 3 tầng rồi, lên tới tầng nữa là... Thiếu xe nữa à? Định mua xe gì? VinFast hay xe gì? Lick à? Lick A, S A. Thế anh xa nhà cũng đã lâu thì anh... nghĩ gì về cái cuộc sống và cái công việc, cái sinh hoạt ở nước ngoài đối với người lao động và ở Việt Nam mình có hơn nhau nhiều không? Ở nước ngoài thì rất là bò bó, làm được cái đồng tiền, còn thì làm được nhiều hơn. Anh nói cụ thể sướng cái gì sướng nào? Thì Việt Nam mình sống thoải mái hơn, bên này thì đâu cũng đó sinh hoạt như là học tập tập quán bên này, ra ngoài bên cái là điện mặt kín, mình thì không được nhiều điều phía nồng độ cồn, nhưng mà rất là bên này mọi cái sinh hoạt cũng khác và thực phẩm cũng khác mình đúng không? Bên này rau là hiếm, rau là đắt hơn thịt. Đúng rồi, xong rồi nước uống, xúc lọc.
Thôi cũng nói chung là cũng công bằng thôi. Tạo hóa nó tạo cho cái nước này nhiều dầu mỏ thì cũng đổi lại là cũng tạo cho cái đất nước một cái khắc nghiệt về khí hậu thời tiết. Mình cũng chia sẻ với các bạn là cái kiến trúc ở bên này các bạn ạ. Trước đây mình làm nhà cách đây 10 năm rồi. Nếu như 10 năm trước mà mình có cái suy nghĩ và với cái diện tích và cái sử dụng của mình nó hiệu quả và nó thiết thực nhất ý, chắc có lẽ mình sẽ làm kiểu thiết kế nhà như ở bên này các bạn ạ. Người ta sử dụng được rất nhiều, có nhiều người ta xây vuông vắn xong là không trang trí nhiều như mình đâu. Đấy nên là tại vì ở Việt Nam mình nếu mà xây nhà mà cứ làm vòm làm mái ấy, chi phí nó gấp rưỡi so với cái nhà bên này các bạn ạ. Mà diện tích nó lãng phí nhiều, ban công lan can rồi máy vát máy chéo, nhưng mà xây thì hết nhiều công hết nhiều vật liệu nhưng mà sử dụng chẳng bao nhiêu đâu. Cái bên này còn trông coi như trong nhà này á, mấy chục cái phòng đó. Cái bên dưới này người ta xây kiểu cho tề, cái bên trên cho người ta cũng cho thợ luôn. Nó cái như kia gọi là đây có nghĩa cho mình ở đây là có biệt thự liền kề các bạn. Đấy. Đây, cái nhà kia đang cho biệt thự liền kề. Xin lỗi nhé. Biết đâu nếu như mình ở bên này nữa, đang nhìn thấy một cái ô kia. Tại đây nó gần công ty mà. Ok để bán phở Việt Nam ví dụ các bạn, tại vì công ty mình hiện có 400 người Việt Nam bên này cơ. Nếu như mình bán trà đá, chè kem hoặc là gói bánh rán hoặc là phở thì chắc là theo mình nghĩ khả năng cũng ổn thôi. Đấy. Mình thường thuê cửa hàng kia chắc tháng thì độ không đáng bao nhiêu đấy, độ 1.000 yên khoảng 10 triệu. Xin dừng video ở đây nhé. Xin chào các bạn. Video tiếp theo. Các bạn nào mà theo dõi thì mình sẽ hợp lý các bạn là mình về chúng ta mình sẽ đổi về và có cái hướng đi phù hợp với cái hoàn cảnh và cái điều kiện ở quê mình. Chắc là thôi. Sự nghiệp đi nước ngoài chắc là lần này dừng hết quý nữa rồi. Bây giờ nó bây giờ sala đấy, các bạn nghe thấy cái tiếng hoa người ta sala đấy, tân lễ đấy nhá. Xin chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhá.